Đến với những thông tin chi tiết, chịu ảnh hưởng liên tiếp của bão số 7 và bão số 8 trong vòng gần một tuần qua, thì các tỉnh miền Trung lại tiếp tục phải đối mặt với đợt mưa lớn kéo dài. Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng với các chuyên gia khí tượng cảnh báo nhiều địa phương miền Trung đứng trước nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt. Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp, đợt mưa lớn sắp tới nguy hiểm do nhiều nơi ở Bắc Trung Bộ đã mưa suốt gần 3 tuần qua. Đất đá ở khu vực miền núi đã ngậm nước đủ. Nếu hứng thêm lượng mưa lớn thì khả năng lũ quét sạt lở là rất cao. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng khuyến cáo địa phương ở miền Trung cần cho người ứng trực 24/24 giờ để kịp thời gõ kèn cảnh báo người dân khi phát hiện nguy hiểm. Ngoài ra, người dân có thể quan sát một số hiện tượng chỉ báo cho đợt sạt lở như là cây cối bất chợt nghiêng sang một bên hoặc đất bắt đầu nứt ra. Khi thấy những hiện tượng này, người dân cần phải sơ tán ngay lập tức. Với lượng mưa 600 mm trong vòng 3 ngày, lãnh đạo Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai lo ngại nhiều khu vực xảy ra ngập lụt, đặc biệt với các địa phương vùng trũng. Căn cứ vào bản đồ cảnh báo ngập, người dân cần chủ động kê cao đồ đạc và đặc biệt là thóc cũng như là lúa gạo.